Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Online em nhé. Và hôm nay thì mình giới thiệu anh em một cái tựa game indie sắp ra mắt thuộc thể loại bắt thú ha. Thì phong cách nó thiết kế pixel đơn giản, nhìn phong cách như y chang giống như là Coromon hoặc là giống hơn là giống Pokemon á, chơi khá thú vị. Và nói chung là từ những hãng indie người ta bắt đầu làm game thôi thì mình cũng nên gọi là ủng hộ họ tí và nhìn cũng khá là hay. Nhưng mà trước tiên thì mình cũng thông báo anh em là hiện tại ở trên Steam nó đang có cái chương trình gọi là khuyến mãi game á anh em. Những cái game nào mà nhập vai chiến thuật hoặc là đánh theo lượt này nọ được giảm giá. Mình cũng mới hốt được một em Munto Dylan, thì đây là một game cũng khá là đỉnh, vài bữa mình sẽ chơi lại nè, mà bây giờ mình mới bỏ tiền ra mình mua chứ là mình chơi lậu. Còn phiên bản mình mua thì như là giảm giá 30% hay 40% rồi đó, chơi ngon phết. Anh em nào thích thì mua thử nha. Hiện tại là giảm 35%, giá 169.000 nha, còn giá gốc 2.6. Và game này thì có cả tái gái, có cả phiêu lưu trên đảo bay các kiểu thứ, nhìn thú vị lắm anh em, đặc biệt là đánh bê quái này nọ ha, rất là thú vị. Ok. Rồi, hôm nay thì cái tựa game muốn giới thiệu anh em có tên là Dokimon. Và game Dokimon này thì chúng ta cũng đơn giản thôi, y chang như Pokemon, đơn giản là như vậy. Còn về cơ chế chơi thì tương tự, kể cả phong chữ hay tất cả mọi thứ khác đều ok hết. Chỉ có một điều là cái thiết kế của nhân vật thì nó riêng, mà cái màu sắc nó rất là đơn giản, dễ chịu. Hiện tại thì chỉ mới có thông tin là có phiên bản ở trên PC thôi, còn phiên bản mobile thì chúng ta cứ kỳ vọng thôi ha. Còn khó lắm, nói chung là khó lắm anh em ạ. Người ta làm game thì người ta cũng dồn hết công sức vào làm PC trước, ok chưa? Rồi, hy vọng sẽ có những cái phiên bản khác để giới thiệu anh em nha. Còn anh em nào quan tâm từ game này có thể quýt link ở dưới phần comment đi ha, hoặc là phần mô tả đi, sẽ có link của nó. Chúng ta sẽ vào vai một nhân vật cho nó phiêu lưu. Ở đây để thì có một số cái con nhân vật mang thiên hướng hơi waifu một chút, nó làm cho mình cảm giác thích thú hơn và cũng khác biệt hơn những từ game khác. Ok, rồi hẹn gặp lại anh em các bộ sau có theo dõi nha.